Dạ, em xin kính chào quý anh chị, quý nhà đầu tư nhé. Đây, em đang quay cho quý anh chị xem một mảnh rẫy cà phê ôm mặt đường cấp phối. Một mặt đường cấp phối nhé, đường này đường rộng 3 mét này. Đó, cái lô đất của chúng ta là có tổng diện tích là 3 hecta. 3 hecta, trên đất có 100 cây sầu riêng. Trồng được 6 năm rồi. Năm nay bắt đầu cho vào vụ bói. Đó. Cái lô đất của mình là đây. Chạy dài xuống dưới kia. Có hai mặt tiền đường đất. Một mặt đường này là 130 mét. Đó. Bây giờ em sẽ vào quay cho quý anh chị xem. Bên đây có một mảnh riêng lẻ là 3 sào 3.000 mét vuông. Có trồng được 40 cây sầu riêng. Đó, sầu riêng đang cho quả kia. Sầu này là sầu bói năm thứ hai rồi. Đó, 4 sào này, bên này thì bìa riêng. Còn lại bên này là có 2 hecta 6. Trên đất có 60 cây sầu riêng và 2.500 cây cà phê. Cà phê tơ mới 10 năm thôi. Đó, bên này này, bên này sầu riêng của mình là gia chủ đang cho đậu quả rồi kìa. Đất bằng nhá, thể đất bằng, điện 3 pha. Nước nơi đầy đủ. Cái lô đất của mình là cách thị trấn Ia Kha, nếu như chạy theo đường này thì đi qua một con cầu thì xe máy đi được thôi. Là rơi vào là 2 km. Đó. Còn nếu như mà đi đường này thì ô tô chạy tới nơi thì cách mặt đường nhựa liên xã đi vào đến đây là cũng 2 cây luôn. Đấy, gần khu dân cư, đi lên đó một đoạn là có dân cư ở xung quanh nhé. Đó, lô đất của mình này, đất đỏ ba gian. Có nhà rẫy, điện ba pha. Đó, chủ có trồng xem một ít cây mắc ca nữa này. Cà phê nhá. Cà phê bắt đầu bước vào tuổi độ tuổi kinh doanh. Đó, sầu riêng kìa. Sầu này là sầu bói năm thứ hai rồi nhé. Chủ đã làm quả xong xuôi hết rồi. Đó, cái thế đất của mình rất là bằng bạn luôn. Đất đỏ ba gian. Đẹp. Đó, đây. À, gia chủ để chỗ đường đi ở giữa. Đây là đường đi ở giữa đất này. Đó, đường này đi vô nhà. Cái lô đất của mình là đây. Đó, cà phê tơ rất là đẹp luôn. Thế đất rất là vuông vắn. Đường thì ô tô chạy quanh. Đứng đây có thể nhìn thấy bên kia của thị trấn. À, chủ có xem một ít cây điều cao sản. Điều này về mình không thích thì mình có thể là chặt bỏ đi rồi trồng sầu riêng vào. Đấy, đất thì đỏ tươi luôn. Cách thành phố Pleiku đi vào đến đây là 20 km. Ở đây có thể làm bể chứa này. Ngày xưa thì chủ làm bể chứa này. Đó, đường thì xe máy. Anh chủ anh ấy trổ đường chạy quanh vườn nên là xe máy chạy đi tới nơi hết. Đấy, sầu riêng tất cả đều đặn giống nhau nhé. Đây là giếng khoan này.
Vừa tới giếng khoan mà vừa tới suối. Sầu này là sầu Thái nhá. Và có một ít cây ăn trái. Đó, nhà rẫy. Đây là sân phơi. Đường nhá, đường ở có một đường ở đây nữa này. Là vườn là chạy quanh luôn, đường chạy quanh luôn.